Muốn đến cái nhà hàng nổi Kim Côn Đảo á, thì chúng ta phải đi tới cái bến cảng. Thì cái cảng này nó chưa có tên nha. À, để quay để mọi người biết là tới nè. Thì phía dưới kia nó là cảng nước đá. Nhưng mà trước khi tới cảng nước đá thì chúng ta tới cái cảng này. Chúng ta đi bộ tới đây thì có tàu, thuyền nhỏ nó rước mình đi 5 phút là ra cái nhà hàng Kim, nhà hàng nổi Kim. Chúng ta sẽ tới cái cầu cảng này. Còn phía trên kia đó là cảng nước đá. Xa xa dưới cái chân núi, dưới cái mặt trời, chỗ đó chính là nhà hàng Kim. Khi mà đi xuống đây thì cái tàu này nó sẽ chở mình ra ngoài cái nhà hàng đằng kia. Tàu thì sạch sẽ thôi, mấy em cũng rất là lịch sự, vui vẻ. Chạy chừng 4 phút, 3 đến 4 phút là nó tới cái nhà hàng. Thấy cái đèn xa xa đó, đúng không? Bây giờ có hai hướng đi, nếu mà đi từ thị trấn thì đi taxi tới đây thì khoảng chừng 200 ngàn tiền taxi, khoảng 12 cây số. Còn từ cái resort xa thì qua đây thì nó một cây máy số thôi, phải đi xe máy. Ra cái nhà hàng Kim này thì tất cả các đồ là nó nuôi, nó bắt ở dưới biển này tươi sống, rồi nó nói giá là mình bắt lên ăn thôi, con nào là thích bắt lên con nào con đó, bảo đảm tươi. Này là con gì ta ta? Tôm hủ ni à? Bên đây? À, đây ghẹ xanh đây nè. Đây là ghẹ xanh nè. Ghẹ xanh rẻ hơn, là mắc hơn ghẹ đỏ. Mắc hơn ghẹ đỏ. Đây là hầm bông. Tôm hầm á hả? Dạ, hầm bông. Tôm hầm nè, bên bên. Tôm hầm bông nè. Đó. Tôm hầm bông nhiêu một ký vậy em? Nó có mấy loại, mấy size em anh? Loại nhỏ, loại lớn và loại lớn. Con ghẹ nào 500? Ghẹ xanh là 700 ký, mẹ ở Sài Gòn có 500, ra biển ăn 700. Bảy trăm rưỡi một ký. Con này khoảng bao nhiêu? Con này khoảng 2 lạng thì nó là như ta, 2 lạng khoảng 150, đúng không? Rồi đang bơi nhớ thử lừa ăn nhiều. Đây là cá rạn nha, 700 ký. Con nanh heo nè anh, mà con hơi bé rồi. Đây đó con nanh heo nè. Bắt cái gạt kia kiếm. Rạn nó chạy qua đó, cái rạn chạy qua đó. Mờ quá. Cái gì phiêu. Đó, cá rạn đó anh. Đây con này cá rạn nè. Con nào cũng sống hả? Con này khoảng bao nhiêu em? Con này tầm 4 lạng, 3 4 lạng. 3 4 lạng. Rồi, ok. Đây ghẹ bông 500 ngàn một ký. Còn ghẹ xanh là 700. Được cái là nó tươi sống rồi, tức là nó đang bơi. Thấy không? 5 lạng thấy không? Hồi nãy nói 3 lạng giờ cân lên 5 lạng luôn trời. Sao em nói 5 lạng mà anh? 5 lạng là nửa ký đó, con này. 6 lạng. 3 con ghẹ 6 lạng.
có mũ ni. Ba con năm lần ba. Cái nhà hàng này là ngoài nhà hàng ăn á, thì người ta mới thiết kế là chúng trước khi đi ăn là chúng ta đi xung quanh thì chúng ta chụp hình phong cảnh hữu tình không? Nào là nhà mùng, nào là võng, và có những nơi người ta thích ta ngồi ngoài đây người ta ăn, phong cảnh rất là hữu tình.